Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Đình Vũ Vlog nha. Ngày hôm nay thì Vũ đang có mặt tại nhà của em Trở đây. Thì hôm nay mọi người đang chạy một cái rầm, chạy một cái rằng tường, chạy xung quanh nhà luôn để nó giữ lại cái kết cấu ngôi nhà, đến khi mà nó giãn nở, co giãn được các thứ ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến bức tường của mình ấy. Mọi người đang làm ở phía trên, có vẻ là dùng tương đối thôi ấy nhỉ. Cái gạch này to nhỉ, gạch này nó có hai lỗ này. Hả? Là không giống cái gạch hai cái lỗ nhỏ nhỏ ở đầu này đâu. Nó là hai cái lỗ ở bên sườn này thôi. Xin chào. Hôm nay sang hộ hết à? Hôm nay mọi người đổ mái cho nên là mọi người mò hết sang đây giúp nhau. Đấy. Hôm qua là ghép cốt pha xong một cái đó mọi người, hôm nay đổ luôn. Đấy, tiện thể là chạy luôn cái rằng tường. Nó rồi, nhà này bây giờ chát vào là rộng rãi thoải mái rồi. Ngôi nhà trong mơ luôn rồi. Không có gì phải nói. Chứng tỏ trình độ của anh em thợ là cũng ở cái trình độ gọi là thượng thừa đấy nhá. Đi thế sang đây mình mang cái món quà cho em Trở đi. Hôm nay mình có một cái món quà mà cũng rất là thú vị. Rất là hay ho gửi cho em Trở. Đây, cái này mình nghĩ là Trở sẽ khá là bất ngờ. Nhưng mà chưa thấy Trở đâu. Trở đâu rồi? À, cái thằng Minh này không mặc quần, hoặc mặc quần nữa nó. Nhanh, Natty. Sao? Natty, ui ôi. Xin chào, Dính à. Trời ơi, bé phải che cái chim à. Lấy tay che cái chim nó vào, thế. Rồi. Thế là Dính hôm qua nghỉ học lúc mấy giờ? Trưa 12 giờ thôi. 12 giờ là về rồi. Về đến nhà rồi. Trở đâu rồi? Trở đang làm gì thế này? Em chào anh. Em chào các cô, các bác, các cô, các chú, các ông bà. Ừ, đấy. À, đang thế là đang xào giá đỗ à? Ở đây. Em có chủ nhà. Đây, lấy cái tay che cái chim nó vào. Đấy. Rất là chăm chỉ. Nói chung là cũng nấu nướng thì cũng đơn giản thôi. Ở bên này mọi người nấu nướng đơn giản lắm. Đây thì thằng này không mang cái quần lên cho nó à? Có nhưng mà nó đáy vào rồi. Ừ, nó đáy vào rồi à? Đây thì ngày hôm nay mình cũng có một cái món quà nho nhỏ dành cho em Dính ấy. Đây bạn ơi. Đây. Cái món quà này là của anh Jimmy Đặng nhá. Chú Jimmy Đặng ấy ở bên Mỹ, là chú ấy gửi cho cháu nhá. Để mà cháu có kinh phí rồi đi học rồi các thứ, là mua đồ, mua đạc, rồi mua quần áo nhá. Đây, thì gửi cho cháu này. Em cảm ơn anh ạ. Cháu cảm ơn chú Jimmy ạ. Quay ra đây đây này. Chú đây. Đấy, cô bé đây lần trước là xách cái túi kem về mà còn mỗi nước không đây này. Đấy. Được rồi. Thế Trở đâu rồi? Trở ơi. Ra đây thôi. Trở ra đây. Bây giờ nhá, ngày hôm nay thì em có rất là nhiều quà luôn đấy. Đây, cái này là quà của anh. Anh gửi cho em. Bây giờ nếu không phải em thay thử được không? Bây giờ có đang bận gì không? Không ạ. Thì có thể nhờ chị Tu Nha, có thể nhờ Tu Nha làm hộ một chút nhá. Đấy, thế xong rồi đi thay thử đi. Thay thử đi xong ra đây còn quà nữa, đi thay thử đi xem nào. Cái này có lẽ là sẽ khá là bất ngờ ấy. Không chỉ Vũ mà mọi người cũng sẽ bất ngờ luôn đấy. Bởi vì là cái bộ đồ đấy rất là đẹp. Cất cái này đi nào. Cất cái này vào túi đi. Rơi, đấy, cất đi. Đấy, sang đây trông cháu hộ chị. Đây, ngồi đi. Đấy. Hôm nay thì ngoài việc đó ra thì mình còn có cả một cái món quà. Thì sau cái ngày hôm vừa rồi mình có quay cái gia đình của em Lử ấy, thì có bác Hải ở bên Úc là bác cũng có gửi cho
gia đình em Lử mà mới mất ấy, thì là một món quà nho nhỏ, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau sang phía bên đó để mà mang món quà cho em. Đây các em quay vào sau khi mà có cái căn nhà của Trở mọc lên một cái thì khu này nó cũng ít gió hơn, nó cũng đỡ bão hơn. Bây giờ bên kia nó cao rồi, nó che hết rồi. Sắp tới là mọi người sẽ dùng chung cái bể này này. Có vẻ bể là đợt vừa rồi là kéo về nhiều nước rồi này. Lệnh kéo nước về nhiều lắm đây này. Đấy. Cái này là ổn rồi. Đó. Chắc là cũng phải khoảng một tuần rồi. Hơn một tuần rồi thì anh em bắt đầu mới mua thịt về. Lành hôm qua là cũng báo với Vũ là cũng khoảng hơn tuần rồi anh em chưa có ăn thịt. Thì ngày hôm nay thì em Lành có mua 2 cân thịt gà về để cho anh em thợ ăn. Nấu cho anh em thợ đúng không? Chỗ này là 2 cân đây đúng không? Chỗ này chắc là thừa rồi. Chỗ này là thừa à? Nhiều hơn đúng không? Nhiều hơn. Ừ đấy, không sao. Cứ mua nhiều nhiều một chút, bởi vì là cái gà này thì nó là gà đông lạnh ấy, thì chỉ có 50.000 một cân thôi mọi người ạ. Thì để bổ sung cái năng lượng thêm cho anh em thợ để anh em thợ làm việc. Bao nhiêu cân chỗ này? 12 cân rưỡi. 10. Hôm qua em mua hả? À. Vừa mua. Cái này vừa mua. 12 cân. 12 cân 6. À. Thế tưởng hôm qua em mua ở ngoài kia là mua khác à? Không, hôm qua mới mua ông này mà. Nhưng mà cái này là mình mua hay ai mua? Cái này mình mua. Sao tự nhiên mua nhiều thế? Không, sáng nay mình nhờ mấy ông này mình nhờ mà. Nhờ để mà nó cùng à, cái này là cơm đổ mái đúng không? Rồi, đây là cơm đổ mái. Thì mình cơm này là cơm nhờ thôi đúng không? Tưởng là đội anh em thợ là lo mấy cái đấy hết chứ. Cái này chắc nó không lo đâu, mình lo. Ừ, rồi ok. Thế cái này em không báo với anh thì anh không biết. Phải bảo với anh chứ. Đấy, Lành là cũng nhanh nhẹn xử lý ngay rồi cái khoản này. Nói chung cái khâu đổ mái thì cũng công nhận ở trên này họ không có đổ mái bê tông bằng máy ấy. Thì nó cái kia chỉ cần 1-2 người đó là xong rồi. Cái này thì cần phải người trộn rồi, người lái xe rùa rồi, người đổ, người đầm các thứ là nó cũng đông. Thành ra là hôm nay đông người đến là mua nhiều đúng không? 12 cân 10-50-500. Máy thợ đấy nó là thì nó là thì một ngày nữa có xong khoảng 500.000 thịt gà. Sau này nó có vậy. Bình thường cái gà đen thì chắc chỉ được khoảng 1-2 con, một con 500 chứ được khoảng con gà thôi, còn chỗ này là 500.000 được 12 cân luôn ấy. Hơn 500.000 một tí. Ok. Được chưa Trở? Mặc được cái váy chưa? Cái váy không chưa mặc được á? Chỉ buộc mỗi dây thôi mà. Bộ đồ này rất là đẹp luôn đấy. Bộ này là trang phục của người Mông, người ta gọi là Mông Đu Đu, Mông đen của Tây Bắc. Chặt không? Có bị chặt không? Có. Mình chặt đúng không? Về mình sẽ nới ra sau nhá. Cái này em về em sẽ nới ra sau nhá. Đấy, rồi lấy cái kiềng về đây cho anh nào. Úi giời ơi, mặc bộ này lên thì nhiều anh ngất ngây. Có người thích thì lấy luôn thì anh chẳng lấy. Làm sao mà lấy được, cái này nó là đồ hiếm. Không bao giờ cho ai lấy, được không? Cực đẹp luôn. Nào bây giờ đứng đây nào, đứng đây. Rồi, xoay một vòng xem nào. Xoay một vòng nào. Xoay một vòng xem nào. Úi giời ơi, có thích không, có thích bộ này không? Ừ, đấy, từ giờ nó là của em nhá. Đấy, ngoài đó ra thì hôm vừa rồi thì anh Jimmy Đặng cũng có báo với Vũ là gửi thêm cho Trở lấy 1 triệu để mà em dùng tiền để mà mua đồ ăn về nhà nhá. Đây, anh gửi cho em này 1 triệu nhá. Rồi, những cái đồ này thì bình thường cũng thấy Trở chi tiêu rất là hợp lý. Hôm nọ là cũng đưa cho em này, em cũng mua cả đồ cho mẹ đúng không? Đưa cho mẹ 500 à? Không, ở bên nhà cơ mà. Cái lần anh đưa, có đưa cho mẹ lần này tí nào không? Đưa, trắng. Thế xong nhớ mua đồ ăn rồi các thứ về cho mẹ, cho bố nữa nhá. Vâng. Rồi, ok. Đấy, mặc bộ này vào xinh quá. Bây giờ mặc như thế này là không nấu ăn được rồi. Xinh quá trời.
Đấy, ok rồi, thì cất đi, cất cất tiền đi xong rồi ra đây nấu nướng hộ đi còn gì nữa. Mọi người thấy bộ này đẹp không? Có chứ. Quá đẹp. Cửa ra mặt luôn đi. Bộ này thì sắp tới thì nhiều đồ này thì lúc nào cũng có thể mặc được. Cái trang phục này thì cái vải của nó cũng là vải tốt đấy, gửi bên Tây Bắc sang đấy. Cũng không phải là đồ ở bên này đâu, bên này không có cái chất vải như này. Chất vải này nó cũng đặc biệt. Cái áo thì bên trong em có thể mặc bất kể áo gì em thích. Xong em chỉ cần chùm cái này lên một cái là nó đã ra được cái họa tiết rồi là cái phong cách của người đồng bào mình luôn. Bên mình đang sắp tới là cũng sẽ những cái bộ trang phục như thế này nó cũng sẽ nhiều ấy. Dần dần anh thấy bắt đầu nhiều hơn rồi đấy, nhưng mà mặc bộ này em có thấy thoải mái không? Có khó chịu không? Cũng ổn đúng không? Ừ. Thế được rồi. Đấy, lạc xẹt lạc xẹt. Xinh quá trời. Đúng là lên đồ thì nhìn trở khác hẳn luôn đấy nhỉ. Thích không? Bây giờ đang cảm thấy thế nào? Em thấy nó cũng đẹp. Cũng đẹp à? Thì bây giờ có... Em chưa mặc mấy bộ như này. Lần trước là thấy trở cũng phân vân nhiều bộ lắm. Nhưng mà lần này mặc bộ này lên rồi cảm thấy nào? Bây giờ hiện tại chưa có gương. Anh cho mượn cái gương này nhá. Đấy, bây giờ cảm thấy thế nào? Khác hơn à? Vâng. Được không? Thích không? Được, có ạ. Thế được rồi. Ok. Rồi, ngoài đó ra thì bây giờ anh nhờ chở đi cùng anh một chút nhá. Vâng. Đi cùng anh lên trên nhà ông cụ ở phía trên này. Chỗ nhà anh Lử biết không? Được. Anh Lử mà mới mất đây này. À, vâng. Đi. Thế đi nhá. Thế nhờ tôi nhá nấu cơm hộ một chút nhá. Tôi nhá. Tôi nhá. Đi, muốn say say. Quá trời, đeo bộ này vào người rúng rính cả, đi lẹc xẹc cả, sướng. Đi lên nhà ông cụ bởi vì là đấy đấy, mặc cái bộ này vào mọi người sẽ nhìn rõ được cái chân của em hơn nhé. Đấy, thế đi lại rồi các thứ là nó cũng ổn hơn nhiều rồi, không còn tập tễnh nữa rồi đúng không? Chịu, dạo này chịu khó tập luyện rồi, tập theo đúng cái bài của Vũ thì bây giờ hai cái chân nó đều nhau ấy, tập đúng cái bài như này thôi, chỉ như này thôi nhỉ, là hai cái chân nó đều nhau. Thì là bây giờ em đi lại ổn này. Đấy. Nói chung là với cái tiến độ này thì là một cái tiến độ khá là nhanh. Và mình thấy cô bé khá là chăm chỉ luyện tập đấy. Ừ. Đẹp rồi. Vẫn còn hơi ngượng ngượng chân một tí đúng không? Không. Đi lại hơi ngượng ngượng. Đỡ hơn. Đỡ. Ừ. Bình thường thì ngày hôm qua ấy, thì sau khi mà xem video xong thì bác Hải, bác cũng bảo là bác rất là thương cái hoàn cảnh của bốn cái đứa nhỏ mà con anh Lử. Thì là bác Hải bác mới bảo: ông ơi, giờ là mù chế chị Hào à? Chị Hào mù xe xe. Ui trời, vẫn phải cố làm thêm mụn nữa. Nhưng mà không biết là trở giúp anh hỏi ông xem là ngày hôm nay là mẹ của mấy đứa nhỏ có nhà không? Ừ. Hỏi đi. Ờ, dạ. Nhà nó phát nhiều với nhà trẻ. Nhà nó phát nhiều. Nhóm mù cho cá to chưa là giờ không có được. Không ở nhà, đi làm gì ạ? À, không ở nhà. À, không biết là mấy giờ thì về. Em được hỏi xem nào. Gì ta sửa tên này bật lọ. Thì ta sửa tên này bật lọ, cho cá to. Chắc là cầm buổi trưa mới về. Trưa mới về. Về ăn cơm ở nhà đúng không? Vâng. Ồ. Thì hôm qua thì cũng rất là thương mấy đứa nhỏ là chúng nó không có quần áo mà cởi các thứ ấy. Thì là bác Hải bác ấy cũng có một cái phần quà là 1,5 triệu gửi cho mẹ của mấy đứa nhỏ để mua quần áo rồi mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Nhưng hôm nay lại không thấy có nhà. Thật ra quần áo của lũ trẻ con ở trên này cũng rẻ thôi, khoảng 150-200 mình cũng mua được một bộ mà. Nhưng mà kiểu mình cũng không biết kích cỡ của chúng nó, tốt nhất là nên đưa cho mẹ của mấy đứa nhỏ đây mà. À, để cho mẹ mấy đứa nhỏ tự sắm. Giờ là vừa cõng cháu rồi vừa đi uống rượu luôn. Uống bia luôn. Buổi trưa nóng nóng này làm cốc bia là cũng mát, chắc là sang là làm cốc bia. Tiện này còn. Ờ. Nhỏ. Đây chở ra đây. Ê, giờ. Đây, bảo giờ ngồi đây. Con lại giỏi đi ạ.
tiện sang đây thì ngồi chơi nói chuyện với ông một chút. Ông cứ quanh quẩn ở nhà, thế còn kia là ai kia? Em hỏi ông đi, hỏi ông đi. À đây, ý là ông của ông đây ngoại. Là ông nội. À đây là ông nội, còn kia? Kia là ông ngoại. Ông ngoại. À, thế ông nội với ông ngoại chơi với nhau luôn à? Thế là hai ông đều rượu luôn. Ông ngoại này là người mà mình đang muốn là hỏi lấy thêm một cái mảnh ruộng cho Vũ. Vũ đang định mua thêm một cái mảnh ruộng để Vũ sau này Vũ về đây Vũ ở với em chở. Nhưng mà ông hôm nọ mình thấy vác một bó cỏ là mình cũng thấy say lướt khướt cả, vẫn vác bó cỏ đi trên ruộng về. Ôi mùi chả xong à? Plau chảo chi chồng là có 45 tuổi thôi. Ôi sao để cái đứa bé nó nằm ấy khổ thế này. Trời, con gái đấy nhá. Này, có buộc cái tóc rất là hay. Trời. Ôi trời, không mặc gì luôn. Khổ thân con. Đấy, làm sao mà để mua được mấy bộ quần áo cho mấy đứa nhỏ thì tốt. Chẳng có đứa nào mặc gì luôn. Em muốn chỉnh lại người cho nó, sợ nó nằm nó vẹo cuộc sống, nhưng mà nó dậy luôn rồi. Khổ thân nữa. Nằm ở cái chỗ đấy là ruồi nhặng rồi các thứ. Thương quá. Thế còn mấy đứa kia đi đâu hỏi ông xem, mấy đứa lớn hơn đi đâu rồi? Lấy cho lo là nó chỉ là do nhẹ một chỗ. Vâng, nhẹ lắm anh nhủ. À, đi đi với mẹ đi lấy rau bò đúng không? Lấy cỏ bò. Anh nghe được cái câu đấy. Nghe đến nỉa cái gì rau nhùng là mình phải đoán ra ngay. Nghe nhạc điệu là phải đoán chương trình ngay rồi. Đấy, hai ông. Bà, thế còn bà ngoại còn không? Còn. Em hỏi mà. Còn đúng không? Ba của mất chị ạ? Ba của mình rồi đó nhỉ? Cũng đi theo. À, cũng đi theo mẹ đi lấy cỏ đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế là ông bà ngoại thì còn hết, còn bà nội là mất thôi. Vâng. Ừ. Đấy. Cũng chắc ngày hôm nay là cũng chưa đưa được ngay món quà đâu, chắc lát nữa mình sẽ chờ đi. Chờ để lát nữa mình sẽ giao cái món quà cho mẹ của mấy đứa nhỏ. Đấy. Thôi được rồi, thế sát sách nhà giờ là sát sách nhá. Thế đi, thế bây giờ thì ra đây xong cho mọi người xem qua cái chân của em chở để cho mọi người biết là cái vết thương nó cũng tương đối ổn hơn rồi. Vũ A Tư. Đấy, cũng bình biêng hết rồi đây này. Cái đầu bị làm sao đây. Đây này. Chân của chở là cũng tương đối ổn hơn rồi đấy này. Cái vết thương này này. Đó. Bôi nghệ, em bôi nghệ nó vàng hết này. Nói chung là nhìn nó hồng hào hơn nhiều ấy. Hồng hào hơn. Đấy. Trong camera nhìn sẽ không rõ được. Nhưng mà bên ngoài nhìn nó hồng hào hơn nhiều rồi đúng không? Nó không bị thâm xì nữa rồi. Chỉ có bôi nghệ vào để cho nó khỏi. Đấy. Đây là với lại bôi cái kem anh mua ấy thì bôi cái đấy nó sẽ tốt hơn. Được rồi, bây giờ thì có lẽ là sẽ chờ mẹ của mấy đứa nhỏ về cái xong là đưa nốt cái phần quà của bác Hải ở bên Úc cho mẹ mấy đứa nhỏ. Thì sợ đưa cho ông thì ông đi uống rượu hết thì để khổ. Cái đó là mình phải đưa cho mẹ. Đấy thì em có cảm ơn anh Jimmy Đặng một câu thì bảo. Em cảm ơn anh Jimmy ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Đấy, có phần quà của anh thì mong muốn là em sau này em chi tiêu mọi thứ nó hợp lý nhá. Nhìn xinh cực kỳ luôn, dưới nắng lại càng xinh. Xinh lão an. Chụp kiểu ảnh nhá. Chúng ta cùng nhau chụp kiểu ảnh được. Đi ra đây nào, anh chụp cho kiểu ảnh đây, đứng đây. Đấy. Xinh lắm. Đây. Đứng đây rồi, ok, đứng thế nha. Quay mặt về đây. Quay hẳn về đây. Rồi, ok, tay đây. Rồi, ok, thế nha. Giữ nguyên. Cười tươi, xinh quá. Thế nhá. Đợi cả buổi rồi. Bây giờ mẹ mấy đứa trẻ con mới về đúng không? Vâng. Đây này. Thấy chị cõng một bó cỏ về, chắc là hôm nay đi làm cỏ hả? Đi lấy cỏ đúng không? Mấy đứa nhỏ cởi chuồng nằm lăn lóc ở trong nhà ấy, nhìn cũng thương lắm.
Đây à, mấy đứa này đều con hết đúng không? Trời ơi, mẹ mặt đứa nào nhìn cũng bẩn này, đi phơi nắng này. Khủng khiếp. Xin chào. Đây là con vừa đi lấy củi về, cỏ với mẹ về đúng không? Hả? Em này học cùng với em Dính. Học cùng với Dính, vào đây nào. Ra đây nào. Ôi trời ơi, nhìn này. Ôi trời ơi. Đây à, đây là mẹ đây đúng không? Mẹ. Cháu không có tìm mẹ hả? Mẹ. Đây, chào chị nhá. Vâng. Chị nói được tiếng phổ thông không? Chị bao đủ cho chị à? Nó để đây em đứng ra đây, đứng ngay kia. Chị đang cho mình đi chứ. Vâng, chị năm nay bao tuổi rồi? À, mua hàng đó xong. 26 tuổi. 26 tuổi, thế là còn trẻ nhỉ. Thế gọi là em nhá. Vâng. Anh năm nay 33 tuổi rồi. Thế à? Ừ. Thế là sao mà 26 tuổi mà lấy chồng sớm thế? Đã có 4 đứa con rồi à? Có 4. Ừ, nhà em ở tận đâu? Ở dưới trong này rồi. Ở gần chỗ nhà ấy. Không phải là dưới cái hủm sâu sâu kia hả? Vâng. À. Lấy chồng sớm quá. Nghe chồng. Thế là đi gánh cỏ tận đâu về? Ở bên chỗ phố mì à? Gần đến phố mì chưa? Vâng. Ừ. Khổ. Chồng ơi. Thế trong cái túi này là cái gì đây? Túi này là cái gì? Không có gì. À chị đâu, mở ra xem nào. Có tiền không? Xem mà dở ra xem có bao nhiêu tiền ở trong này nào. Cái gì đây? Cái túi này là túi gì? Bỏ hết ra nào, bỏ hết ra nào. Bỏ hết ra xem nào. À đây là ảnh của ai đây? À ảnh của bố bọn trẻ. Rồi rồi xem nào, xem tiền nào. Nhiều tiền này. Bỏ hết ra nào. Bỏ hết ra xem có bao nhiêu tiền nào. Đưa đây cho anh à. Đây, đưa hết này. Xem nào, xem mẹ bọn trẻ có bao nhiêu tiền. Đưa hết ra nào. Bỏ hết cái chỗ kia ra đây. Không có tiền. Ôi trời ơi. À đấy, có tiền mà. Tiền cái này là tiền của em đó mà. Tiền của ai? Tiền của mẹ đó mà. À tiền của Nỉa à? Ừ. Ồ, thế Nỉa đi đâu về mà có tiền như này? Nỉa bán con gì? Bảo bà xem bà bán con gì mà có tiền như này. Mẹ chú thôi, tiền của mẹ chú thôi. Mẹ chú? À mẹ của em chú. Đấy. Hôm nay thì anh à đâu, bác Hải ở bên Úc thì bác cũng nói là dùng cái số tiền này đưa cho mấy mẹ con. Em dùng cái tiền này để mua quần áo cho con nhá. Vừa ông ở bên Úc, bác Hải ở bên Úc. Úc, nước Úc. Ôi, con chào được chưa? Được rồi. Chị ơi. À? Đúng rồi, chị. Ôi, chị ơi. 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 Cách đây hơn một... hơn nhiều nghìn cây số. Rất rất xa. Người nhớ đây đấy ạ. Nên mấy lần này tìm một bóng phu chí sợ. Chẳng hợp bóng hôm qua anh vào đây quay nhưng mà em không có ở nhà. Đây anh gửi cho em nhé. Đây em cứ bảo là cảm ơn bác Hải, em nói là cảm ơn bác Hải đi, nói theo anh à. Cảm ơn bác Hải. Đấy, nói chung là còn trẻ quá mà bác thấy cái hoàn cảnh của bác rất là thương. Nên là cũng hy vọng là em dùng cái số tiền này nó hợp lý để mua quần áo các thứ cho các con, đừng để cho các con cởi chuồng nữa nhá. Đấy. Thì, chờ đứng quay mặt ra kia nào. Chỗ này khó đứng quá. Thôi có lẽ thì ngày hôm nay cũng là một ngày mà đưa quý vị các bạn đến đây để thăm cái ngôi nhà của em Trở cũng như là đi thăm lại gia đình của em. Em tên là gì? Tên là Xì. Xì đúng không? Đấy. Thăm em Xì. Em Xì thì bây giờ 4 người con rồi. Em Lử thì là mất. Thế bây giờ còn mỗi mẹ là nuôi mấy đứa trẻ thì may mà có ông, hai ông là ông nội, ông ngoại luôn ở nhà là trông. Đấy, thi thoảng thì bà cũng phụ giúp một chút đúng không? Đấy. Nói chung là hoàn cảnh thì cũng bây giờ cũng không biết là nói nào cả. Đấy, có lẽ thì thông qua cái thước phim này cũng hy vọng là mọi người để lại bình luận cũng như là đặt câu hỏi cũng rồi giúp đỡ, tạo điều kiện giúp đỡ thêm cho gia đình thì tốt. Đấy. Có lẽ Vũ xin kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người những video clip tiếp theo nha. Xin chào. Chào các bác, các cô, các chú ạ.
那种木木子干的了。ăn một mình này, bác không có hành luôn à?